Phép toán số vô tỉ, hữu tỉ hóa mẫu số. Ở video lần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về phép toán số vô tỉ, hữu tỉ hóa mẫu số. Với biểu thức số vô tỉ, căn 5 trên căn 5 cộng căn 2. Bước đầu tiên, chúng ta nhân cả tử số và mẫu số với căn 5 trừ căn 2. Như vậy, phần mẫu số được hữu tỉ hóa bằng công thức a cộng b nhân với a trừ b bằng a bình trừ b bình. Còn tử số sẽ sử dụng luật phân phối của phép nhân với phép cộng. Cuối cùng, chúng ta thực hiện các phép tính và sắp xếp lại biểu thức. Tiếp theo là phần luyện tập. Các bạn tạm thời dừng màn hình để giải bài. Sau khi làm xong, các bạn tiếp tục video để kiểm tra đáp án. Vậy là chúng ta có đáp án của các câu hỏi như sau. Câu 1, 1 trên căn 6 cộng căn 3 sẽ bằng căn 6 trừ căn 3 trên 3. Câu 2, căn 3 trên căn 3 trừ căn 2 sẽ bằng 3 cộng căn 6. Và cuối cùng, chúng ta sẽ ôn lại kiến thức ở video này như sau. Chúng ta có biểu thức số vô tỉ, căn 2 trên căn 3 trừ 1. Bước 1, chúng ta nhân cả tử số và mẫu số với căn 3 cộng 1. Như vậy, mẫu số sẽ được hữu tỉ hóa bằng công thức a cộng b nhân với a trừ b bằng a bình trừ b bình. Và tử số thì dùng luật phân phối của phép nhân đối với phép cộng. Và bước cuối, chúng ta thực hiện các phép tính và sắp xếp lại biểu thức. Như vậy, video kết thúc ở đây. Hẹn các bạn ở các video tiếp theo.